Hi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Trên Những Nẻo Đường của em. Thì lại là cái bản mặt móc của em này mọi người. Thì ngày hôm nay em chia sẻ một câu chuyện rất là bức xúc dư luận xã hội. Câu chuyện này xảy ra ở thôn Dễ Thượng, xã Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội nha mọi người. Thì câu chuyện người mẹ chồng đuổi nàng dâu và các cháu nội của mình ra ngoài đường. Căng không mọi người, rất là căng. Khi mà con trai của mình, con trai ruột của mình vừa mất, nó chưa nóng mọi người, gọi là chưa nóng, thì bà mẹ chồng nhờ chính quyền cưỡng chế đuổi các con dâu của mình và những đứa cháu ra ngoài đường ở. Và câu chuyện thực hư như thế nào, mời cô chú anh chị xem những video clip sau đây và những lời kể lại của những người chứng kiến sự việc và những người ở lân cận, ở hàng xóm của bà chia sẻ lại đó, để mọi người nhận định cái câu chuyện. Mọi người để lại comment góp ý cho em coi tại sao, có nguyên nhân gì mà bà nội này lại độc ác như vậy, và những lời cầu cứu của người con dâu, của hai người con dâu mọi người, và những đứa cháu đó đang ra ngoài đường không có nơi nương tựa, phải cầu cứu cộng đồng mạng. Thì sau đây em xin mời cô chú chị nghe những đoạn video và những lời chia sẻ của những người hàng xóm ở ngoài đó nha mọi người. Rồi ok, sau đây xin mời cô chú anh chị. Và cô chú anh chị đừng quên bấm like, bấm chia sẻ video để giúp cho lấy lại công bằng cho những nàng dâu và những đứa cháu của bà này. Ok, xin mời cô chú anh chị lắng nghe. Thì bà không có một cô con gái nào nữa, bà chỉ độc có mỗi hai người con trai thôi. Thì hai cái con trai này chết cả rồi, thì còn hai người con trai này lấy vợ, thì người con trai đầu lấy vợ thì đẻ được một thằng con trai. Năm nay cháu nó 15 tuổi. Người con dâu thứ hai thì sinh được hai cháu gái. Một đứa là học lớp 5 và một đứa học lớp 2. Thế thì cái thằng con trai của bà là năm 2017 nó chết. Thì sau 49 ngày xong một cái là bà đuổi luôn đứa con dâu đấy và cháu đi ra ngoài đường luôn. Là thằng trai lớn. Thằng trai lớn. Thằng con trai lớn thì mới chết tháng 5 vừa rồi đấy, à tháng 7 vừa rồi đấy này em đây. Tức nghĩa là thằng con trai Úc là chết năm 2017, là bà đuổi, bà đuổi con dâu và cháu nội bà ra đường luôn. Đúng rồi, là sau 49 ngày là bà đuổi. Ủa là cái nguyên nhân tại sao mình có tìm hiểu được chưa chị? Tìm hiểu là bà ấy bảo rằng là tao không cho ở trong nhà tao nữa, con tao chết rồi là tao đuổi. Là tao đuổi hết. Em hiểu không? Rồi. Đến khi là cái người con trai lớn ấy thì là nó được đang ở cái nhà mà bây giờ mọi người đang đuổi cái con dâu này đi đấy, là cái nhà đấy là cho, nhưng mà vẫn sổ đỏ là đứng tên ông bà ấy, ông bà chỉ viết di chúc thôi, đúng không? Nhưng mà tháng 7 vừa rồi là thằng con trai của bà ấy chết, thì bây giờ bắt đầu bà ấy nhờ cơ quan địa phương cưỡng chế bà đòi lại nhà, bà đuổi luôn con dâu và cháu nội bà ấy đi. Rồi, cái nguyên nhân là bà nó còn bà chết là bà đuổi dâu đi thôi hả? Ừ. Ủa sao chính quyền? Mà sao chính quyền lại đi cưỡng chế, không lẽ chính quyền ở địa phương nó không biết con dâu bà nguyên nhân sao mình đi đuổi ta vậy đó? Thế thì mới tài là tại sao bà lại ra được một cái lệnh cưỡng chế mà cưỡng chế quy mô như thế này các em ạ? Đúng vậy, tại vì em nghĩ công an phải bảo vệ cho hai đứa con dâu và cháu bà chứ sao mà lại... Chị hỏi luôn con dâu là, thế tôi hỏi, em hỏi chị là chị có kết hôn không? Có. Chị có hộ khẩu ở đây không? Có. Thế thì tại sao lại có buổi cưỡng chế này? Đúng rồi. Em tự nhiên em thấy công an cưỡng chế mà mình mới đặt cái dấu hỏi tại sao mà công an phải bảo vệ người dân, bảo vệ mẹ con thằng này chứ, tại vì nó là người dâu mà cháu nội bà mà. Thì mình cũng chưa hiểu luật pháp thì chị bảo là mà hôm nay chị đi về buổi chiều đấy, chị về mệt, sáng ngày mai chị sẽ hỏi luật sư của chị tại sao là người ta có hộ khẩu mà người ta là dâu con đàng hoàng, cháu nội người ta đây, đúng không? Nó học ở đây, nó có sổ hộ khẩu ở tại đây, tại sao được cưỡng chế để đuổi ra khỏi nhà được? Đúng bằng lòng là cái đất không phải của nó, đất là bà vẫn đứng sổ đỏ, đúng không? Đúng. Nhưng rồi, nó có di chúc là bố chồng lúc còn sống di chúc lại cho chồng nó là trong ngôi nhà này, mà họ hàng ngang ngốc ở đấy, nguồn gốc ở đấy, nói rằng cái ngôi nhà này là để ngôi nhà để thờ gia tiên tiền tổ, là cái thằng cháu nội bây giờ là năm nay nó 15 tuổi, nó là đời thứ 7, nó sẽ được thừa kế cái ngôi nhà này.
Với lại em nói chị như thế này, nếu mà là con dâu thì nó phải có kết hôn đầy đủ đó đúng không? Chính quyền địa phương ở đó người ta cũng vẫn biết, mà tại sao lại có cái buổi cưỡng chế này thì nó mới đọc nè. Giả sử con dâu bả nó ngoại tình lăng nhăng gì đó, hoặc là không phải cháu của bả mới có quyền làm như vậy. Đúng. Chứ bây giờ con dâu bả thực tế là kết hôn với con bả là cháu nội bả như vậy mà bả làm như vậy được, thì mình phải đặt cái dấu hỏi rồi. Ngày chị vô chị sắn vô cái vấn đề này, chị quay clip lên chị nói luôn đó. Mai chị chiều mai chị sẽ quay lại đấy, Đúng chị rồi, sẽ xoáy về cái vấn đề đấy. đúng Và có rồi, một cái tình tiết như thế này này em này, hàng xóm ở đấy người ta nói như này này, từ xưa đến giờ là bà này bà không quan hệ với hàng xóm láng giềng ừ. nhá, bà không quan hệ với bất cứ hàng xóm láng giềng với ai. Cái người con trai thứ hai của bà chết, hàng xóm láng giềng người ta cũng không sang, người ta cũng điếu. Ừ. Nhưng chỉ vì người ta thương cái đứa con dâu mà người ta sang để người ta khênh linh cữu của thằng đấy để nó đi đi chôn. Rồi tiếp tục đến ông bố chồng mất là chồng của bà này chết. Những cô con dâu phải đi sang từng nhà hàng xóm để quỳ lạy mọi người, để xin mọi người sang giúp để khênh bố chồng mình đi ra, để coi như là đi chôn bố chồng mình. Ừ, sao mình căng người ta là cũng ná người ta, mà sao sống ác gì ta? Đến cái người chồng của cái người, cái thằng con trai trưởng của bà ấy là mới chết tháng 7 vừa rồi, là cái người vợ lớn này, là cái con vợ này, là con này nó hơi bị dở dở em ạ, nhìn mặt nó không bình thường, nó không được khôn ngoan, nó cũng phải đi lạy hàng xóm láng giềng để đi sang khiêng chồng nó đi, thì hàng xóm người ta mới sang, vì người ta ghét bà này mà người ta không sang. Còn những hàng xóm láng giềng cả cái làng đấy người ta rất thương hai người con dâu này, nhưng người ta không biết làm cách nào. Tắt đi để em quay này. Đấy, nhà nó quá khổ nè. Đấy, không có một cái gì cả. Hàng xóm láng giềng người ta đều giúp đỡ, người ta cho người cho cái bát, người cho cái xong.
cho bếp ra. Cho bếp ra. Đó, còn lại là những cái vật dụng này là hàng xóm láng giềng, là họ hàng ở đây là người ta cho mấy mẹ con dùng đúng không? Đó. Đây là mọi người nhìn này, đây này, sách vở của các con đây đấy, sách vở các con để chỗ đấy, không có chỗ để. À, cháu là Thanh Lý học lớp 5B rồi này, đây cháu lớn đúng không? Vâng, cháu Khánh Ly. Cháu Khánh Ly học lớp mấy? Lớp 5 ạ. À, đây là Khánh Ly ạ? À? Vâng, Khánh Ly ạ. Cháu thứ hai học lớp hai. Đấy, mọi người thấy cái cuộc sống đã vất vả rồi nhưng mà gặp phải cái người mẹ chồng mà không thương mình thì tội nghiệp cho các cháu nhỏ quá. Mà rõ ràng là ngôi nhà cao tầng mà trong đó là cũng là công lao của vợ chồng chị xây dựng cái ngôi nhà nó lên, xây lên đúng không? Đó, tại vì bây giờ nhà mình mà lấy chồng mà bây giờ vợ chồng làm ăn có tiền thì phải xây cái nhà cái cửa lên để cho chữ mất nhất là gì, là báo hiếu mẹ chồng rồi con cái mình được ở đúng không? Nhưng mà cuối cùng bây giờ mình phải ra ngoài đường như này, đúng là khổ thật sự luôn. Đây là những cái đồ nơi mà để học tập của cháu này, giấy khen của các cháu này, rồi này đấy, cặp sách này, rồi ôi toàn người ta cho hết, toàn đây đấy, một cái gì đây em dựng lại cho mọi người cùng xem nha. Đây là cái bàn học này, đây là cái bàn này á, không có một cái gì cả. Cái bàn này là vừa học này vừa ăn này, đó mẹ con sinh hoạt ở trên cái bàn này, đến buổi tối đi ngủ thì dựng cái bàn này lên là mẹ con nằm ở trên chỗ này, thì nhìn thật sự luôn là tội nghiệp. Còn với nhà này bao nhiêu mét vuông? Cái nhà này giỏi 10 mét. Sao? 6 mét thôi. 6 mét. À, đến đây là 6 mét. Thế còn lại cái người con dâu lớn bên kia thì ở thì khổ quá, cực quá. Nó có thành thế thôi. Đây em cũng không nhớ một cái gì. Đây hàng xóm người ta giúp đỡ cho bao nhiêu năm nay rồi. Tội nghiệp chưa? Đấy, ở như thế đấy. Thì cũng như chị kia là không có một cái gì cả. Không có cái gì cả. Tội nghiệp chưa? Cho một cái khoản đấy là bố nó đục. Em phải vay để em lắp cái nền này lên cho nó thành cho khỏi mối. Ở cái vườn hoang này vừa rồi nó đổ cho lên tôi. Mà đồng cháu là mày có cần xây để thím cho mày cả cát, cả tiền công, cả vôi, cả cát để xây cho em ở đây. Nhưng mà bà chả biết ở đây người ta có cho thuê lâu không mà cháu xây. Đây là cái vườn trống, thông tuông hết cả cái vùng này. Mẹ con ngủ đây sợ lắm, đêm sợ. Thế người ta đang bảo bây giờ mẹ con nó kéo cho Quyên ngủ. Đêm nay chỉ sợ có cái gì nó vơ mất xỉnh nồi vơ giấy. Thế thì tối nay tạm thời mà sang bên này ở thôi. Sang bên này, không, bà lại sang bà chiếm mất. Chiếm mất thì chết. Không, mình phải về ở. Phải về mới đi ở thôi. Thế mà còn cái xe đạp, cái xe kia bà ấy gửi đây. Bà ấy bảo bà ấy dỗ dành là ngày sau lớn. Giờ bác bảo là cho em nó xây ở hai bên này và xây cao lên. Nên nó bảo thôi đành rồi. Bê xăng, bê cành gai với cành cây với những xếp cái này để cho trộm biết khỏi vào. Nó phải nời dơ dế, có cái máy, có cái xe đạp của con xã hội người ta cho để đi học. Mình có cái bếp ga thì sợ vơ mất thôi. Vâng. Thì chỗ ngủ có một cái chỗ ngủ thôi, có bê được cái gì mà trong nhà đâu, chật quá. Vâng. Nên thương nó là bảo đây, hay mày yêu cầu người ta cho tiền mày xây lên như này, nó bảo thôi, người ta trả thuê cho thuê rồi người ta bán lúc nào không biết, cho nên cháu không muốn xây. Vâng. Nên là mang cành răng về dốc đây thôi cháu ạ. Vâng vâng, rồi cháu cảm ơn bạn. Vâng. Không có em liên vào số thường lại, không gọi được Zalo thì vào số thường ạ. Lưu số ngoài vào. À, bác không gọi được Zalo thì em gọi cho chị số thường. À, có vấn đề gì ấy, thì em làm ơn em quay lại hết cho chị nhé. Này cháu ơi, thiếu mất trong cơm đấy. Cái giày này, cái cháu này, cái cơm cái giày này, cái cơm này thì nuôi hàng xóm thì là có hàng đâu. Đây là giày như này, một đôi giày, mấy đôi giày này mới được mỗi ngày được hơn chục, được 20 nghìn lý nữa. Có ảnh đấy là để xem vào để nuôi con, còn đâu ấy, khảo tâm thì cách cho bạn. Vâng. Ôi, bất cứ mẹ quá. Rồi thì cô chú anh chị cũng mới vừa nghe những cái câu chuyện thực tế kể lại sự việc và những cái hình ảnh mà cô chú anh chị cũng đã xem, đó là trực tiếp tại mà căn nhà cũng là hiện trường mà nơi
mà người con dâu và những đứa con bị đuổi ra khỏi nhà đó cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị nghe cái video này và để lại cái comment cũng như là cái góp ý phía bên dưới cho em. Rồi em cũng xin tạm dừng cái video tại đây và hẹn cô chú anh chị nhờ những cái video sau của em để em cập nhật thêm tình hình, em sẽ chia sẻ cho mọi người. Ok. Trên tay em đang cầm cái sản phẩm của Ly nha. Thì đây là một cái sản phẩm gọi là độc quyền nha cô chú anh chị. Đây là sản phẩm trà bông cá biển sạch thiên nhiên 100% máy móc công nghệ nhập khẩu. Và đây trong nguyên phụ liệu để tẩm ướp gia vị này được nhập từ Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là công ty Lê Nga chịu trách nhiệm sản xuất đó, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 100%. Đây là sản phẩm chất lượng đầy dinh dưỡng nha cô chú anh chị. Đây là trà bông cá thu cờ. Thì trên tay em đang cầm một cái hũ như thế này, là một cái xay 4 lạng. Xay 4 lạng hũ này có giá là 250.000 một hũ, 250.000 nha cô chú anh chị. Thì bên công ty của chúng em có hai loại. Một loại là một hũ 4 lạng là 250.000 và hũ 2 lạng này là 130.000 để gửi tới cô, cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị, bên em có cung cấp sỉ và lẻ. Ai muốn mở đại lý hay là nhà phân phối thì mọi người cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình 0906 816 074, qua số điện thoại của chị Nga có thể gọi là 0944 815 168, 0814 487 268.